Đây là đoàn của trạm y tế phường Long Thạnh đi tầm soát test Covid-19 để đảm bảo việc bóc tách số F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước để thiết lập vùng xanh ở thôn xóm trong địa bàn phường Long Thạnh và thị xã Tân Châu nói chung. Kéo khẩu trang lên đắp sàn hết chưa? Lư Văn Hòa. Mấy bút mới kết quả. Nè, gộp ba cái vô một hũ kìa.
có chưa? Dạ. Yeah.